Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, cuộc sống hài hoa, tiền bạc thoải mái. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của những chủ ngựa cho biết, thời gian này có chút vất vả đối với bản mệnh, nhưng bù lại thì tình hình tiền bạc khá rực rỡ, đã giảm bớt đi những lo toan trong cuộc sống trường sinh nhập mệnh cho thấy tuổi ngọ nên thể hiện ưu điểm của mình khi mà bình tĩnh xử lý mọi việc trong ôn hòa. Những chủ ngựa lúc này rất nghiêm túc, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khó khăn, cũng không khiến bạn gục ngã. Hơn ai hết biết rằng làm việc gì cũng có tâm nên được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, tháng nay có sự kiên nhẫn điềm tĩnh trong các quyết định đã giúp người tuổi ngọ thực hiện tốt phần việc của mình. Trong công việc, bạn luôn biết mình cần làm gì vào thời điểm nào. Ảnh hưởng của dịch mã nên bản mệnh khá tốn công tổn sức khi thường xuyên phải di chuyển, đi lại vì lý do công việc. Nhưng bù lại sẽ được có nhiều bài học lớn trong cuộc sống. Chúng sẽ là nền tảng rất tốt cho bạn tiếp tục chấp cánh những ước mơ trong tương lai. Ngũ hành xung khắc khiến cho bạn khá khó khăn trong các vấn đề liên quan tới cảm xúc. Chúng ảnh hưởng rất nhiều tới cách bạn hành xử với mọi người là nguyên nhân gây căng thẳng với một nửa của mình trong tháng này. Tình hình tài chính cá nhân của bạn mệnh trong tháng 7 âm lịch khá ổn định. Bạn nên thể hiện tốt trong công việc và những nỗ lực bỏ ra để nhận được những thành quả xứng đáng xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Trường sinh nâng đỡ giúp cho con giáp người tuổi ngọ thấu hiểu và thấu đảo mọi vấn đề đang diễn ra. Thậm chí, cách xử lý từ tổn của bạn còn có thể ghi điểm với những đối tác khác bạn được soi chiếu để dẫn đường đạt đến thành công xứng đáng. Hãy tận dụng cơ hội này để tiến xa hơn trong công việc. Bạn rất giỏi trong khoản thể hiện bản thân và xúc tiến công việc hiệu quả. Đó chính là kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tự tin dẫn thân vào vai trò mà bạn đang chờ đợi. Còn giáp này tiếp tục suy nghĩ về sự nghiệp và con đường của mình sẽ đi tiếp theo. Ngoài ra, những dự án kế hoạch bị đình trệ trước đây sẽ có cơ hội được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, có người sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. 2. Luận về phương diện tài chính Chính tài nâng đỡ những chủ ngựa để họ trở nên sản xuất hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Phương diện tài chính của bản mệnh lúc này cực kỳ tốt đẹp nhờ bước tiến trong công việc và những cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã được ghi nhận. Thậm chí con giáp này nhờ trực giác nhanh nhạy mà còn có thể hỗ trợ ai đó thoát khỏi tình trạng khó khăn về mặt tiền bạc giúp người ta bảo toàn tiền bạc của mình. Nhất Bạch bay về cùng Tây Bắc trong tháng 7 âm lịch này cũng là điềm bảo tốt mang lại những quý nhân hỗ trợ cho bạn trong công việc, tiến hành trò trải, giao dịch và ký kết hợp đồng đều thu được kết quả khả quan. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Những mỗi nhân duyên tốt đẹp cứ thể đến với con giáp người tuổi ngọ, có thể lựa chọn được người phù hợp cho mình, đời sống tình cảm sẽ có những tín hiệu tích cực. Những ai đang độc thân, nếu đã có một đối tượng phù hợp, bạn vẫn nên tận hưởng quá trình tìm hiểu thay vì quyết định vội vàng. Với những cặp đôi, đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cùng nhau thực hiện những điều mới mẻ và tạo dựng những kỷ niệm mới bên nhau. Các cặp đôi trở nên hài hòa, vui vẻ hơn trong giao tiếp khi hai người rất tôn trọng ý kiến của nhau. Thậm chí có những người còn hỗ trợ để giúp nửa kia của mình cảm thấy an tâm hơn khi đeo theo đuổi tham vọng và đam mê của họ. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng nay, người tuổi ngọ thường xuyên di chuyển hỏi ngã trong công việc nên bản mệnh khá vất vả, thậm chí một số người có thể gặp phải tình trạng suy nhược thần kinh. Có thể bạn tham công tiếc việc quá mà không quan tâm đúng tới tình trạng sức khỏe của mình. Đừng quên chăm sóc sức khỏe đúng cách vì khi bạn hiểu rõ được sự liên quan giữa bản thân mình với tự nhiên thì bạn cũng sẽ biết cách điều chỉnh ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp theo mùa. Khi đó bạn cũng không phải tốn quá nhiều tiền cho thuốc thang hay chữa bệnh. Tháng này có nhiều lý do để người tuổi ngọ được thúc đẩy hình thành các thói quen lành mạnh. Hãy tận dụng năng lượng kỷ luật này để nâng cao thói quen tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống cho mình. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 7 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi giáp ngọ mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu quyết. Hãy điều chỉnh cách giao tiếp với mọi người cần gũi hơn. Quý nhân phụ trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 2. Tuổi Vĩnh Ngọ, Mệnh Thủy, Nam Sao Thái Dương, Nữ Sao Thổ Tủ, Khẩu Quyết. Tài chính cải thiện nhờ sự quyết đoán và tầm nhìn tốt trong cuộc sống. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi dân, màu sắc may mắn màu cam, màu trắng. 3. Tuổi Mậu Ngọ, Mệnh Hỏa, Nam Sao Thổ Tủ, Nữ Sao Phần Hưởng, Khẩu Quyết, dễ gặp tình huống khó xử, đòi hỏi bạn nên khéo léo tránh bị mất lòng. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sửu, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu đỏ. 4. Tuổi canh ngọ, mệnh thổ, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu huyết, nên quan tâm sức khỏe của mình đúng cách và khoa học hơn. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn màu đen, màu tím. 5 tội nhâm ngọ mệnh mộc nam sao thái dương nữ sao thổ tú khẩu quyết cách tiếp cận vấn đề của bạn có vẻ chủ quan thiểu sự lắng nghe quý nhân phụ trợ tuổi tuất tuổi giàu tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu xanh lá màu hồng